Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin nóng cà phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng từ 6 đến 6,5%. Gia đình mong ngóng tin 5 người dân bị mất tích trên biển ở Nghệ An. Thủy điện xả lũ gây ngập lớn ở Phú Yên. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu từ năm 2022 tăng trưởng 6 đến 6,5%. Dù có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm tới là 6 đến 6,5%. Đây là mục tiêu phấn đấu có cơ sở và niềm tin khi sự đồng tâm hiệp lực rất mạnh, sự khát khao phục hồi và phát triển kinh tế rất lớn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đên nói khi kết luận hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 chiều ngày 2 tháng 11. Theo ông Nên, trong các nhiệm vụ giải pháp đặt ra cho năm 2022, thành phố vẫn ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, kiên trì chủ động, nhất quán với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả. Nếu dịch bệnh trở lại như thời kỳ trước, chúng ta không biết điều gì dễ xảy ra. Ông nên nói, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố đã thảo luận, thống nhất không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đề ra trên cơ sở điều chỉnh một số nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trong đó nhiệm vụ trọng tâm sớm hoàn thành phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án chương trình đột phá, trọng điểm của thành phố đã bị chậm do dịch bệnh, về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, Bí thư Thành ủy nói và ứng phó với đại dịch, nhiều cán bộ đã phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua thử thách, tuy nhiên có một số bộ phận người dân, trong đó có cán bộ cốt yếu thiếu trách nhiệm, tâm huyết thiếu bản lĩnh, một số có biểu hiện tiêu cực, né tránh, ngại khó và ngại khổ. Theo trước đó, báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021, thành phố chịu tác động nghiêm trọng trong đợt dịch thứ lần thứ tư. Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách triệt đẻ quý 3, tăng trưởng của thành phố giảm hơn 24% so với cùng kỳ. Điều này làm các tiêu chí kinh tế của thành phố trong năm giảm mạnh. Trong đó khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản ước giảm hơn 10%, khu du lịch ước giảm 3,53% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm đến 15,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm 5,5%, số lượng doanh nghiệp mới thành lập giảm gần 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn đạt một số kết quả khả quan, cụ thể một số ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trưởng khá như kinh ngạch xuất khẩu ước tính 2,8%, kinh ngạch xuất khẩu ước đạt gần 25%, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước tính tăng 7,5%, đồng thời thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 3.000 đến đến 4.000 người, đạt 101,1% kế hoạch, thu hút người nước ngoài đạt khoảng 5,8 đến 6 tỷ USD, tăng gần 11%, lượng kiều hối về thành phố ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng gần 9%, đặc biệt tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 362.040 tỷ đồng, đạt hơn 99,2%, thành phố đang nỗ lực phấn đấu đạt 100% dự toán năm. Nghệ An, gia đình mong ngóng tin 5 ngư dân bị mất tích trên biển. Hai ngày qua, gia đình 5 ngư dân ở huyện Cương Lưu đã bị mất tích trên biển từng phút ngóng chờ thông tin cứu hộ từ hiện trường. Trưa ngày 2 tháng 11, trong ngôi nhà cấp 4 cũ ở thôn 3, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu bà Trần Thị Nhụ, 67 tuổi liên tục gọi tên chồng, con trai và cháu là ông Thái Bá Tĩnh 69 tuổi, anh Thái Bá Huy 42 tuổi và em Thái Bá Hoa, 18 tuổi. Đây là ba ngư dân đang mất tích cùng hai thuyền viên khác khi đang đánh bắt trên các vùng biển Hà Tĩnh hôm ngày 30 tháng 11. Hai vợ chồng bà Nhụ có ba người con đều đã kết hôn ở riêng. Ông Tĩnh theo đường này đi biển hàng chục năm qua, gần đây sức khỏe ông giảm sút do tuổi cao, song vẫn ra khơi lên con tàu. Do con trai làm chủ, ông nói đi cùng mọi người kiếm thêm thu nhập, trang trải cho tuổi già về ăn Tết. Vậy mà bây giờ ông không gọi được nữa rồi. Bà nhụ ôm chiếc áo của chồng nước nghẹn. Nhà anh Thái Bá Hà, chủ tàu gặp nạn, Trung tường rào với bà Nhụ, bên trong chị Lê Thị Hải và anh Huy nhiều lần ngất lịm, kiệt sức từ khi nhận tiền giữ nên gia đình phải chờ cán bộ y tế đến thăm khám. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi liên tục hỏi người xung quanh về thông tin tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Rồi tôi như lửa đốt, mỗi phút trôi qua chưa có tin tức thì tia hy vọng lại đang tắt dần, cầu mong phép màu đến với chồng con và mọi người. Chị Hải nói cho ai cuộc sống gia đình chị dựa vào ngày đi biển, đất nông nghiệp không có. Anh Hải và anh Huy có bốn người con, trong đó có em Thái Bá Hòa là con trai duy nhất. Hòa theo bố và ông nội đi vào biển đã nhiều năm nay. Vài tuần trước em có tên trong danh sách trúng vào vòng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm ngoái vợ chồng anh Thái Bá Huy mua lại tàu cá NA 93553 TS công suất 350 CV với giá hơn 200 triệu đồng rồi bỏ thêm hàng chục triệu đồng để tu sửa. Gần đây ngư trường ít tôm cá, trong khi ở đất liền ảnh hưởng của đại dịch nên thi thoảng tàu mới đi khơi. Hôm ngày 23 tháng 11 vừa qua ba cha con ông cháu anh Huy cùng ba người lao động khác chia tay người thân ra khơi. Theo lịch trình, nếu đánh bắt thuận lợi, 7 ngày họ sẽ cập bến. Cách nhà anh Huy nửa cây số gia đình ngư dân Trần Văn Nghĩa, 57 tuổi. Hôm nay nhiều hàng xóm tới động viên người thân. Khi hay tin ông Nghĩa nằm trong số những người bị mất tích, lâu lắm rồi làng trài mới nhận tin dữ như vậy. Một người dân nói, ngồi thất thần ở góc sân, bà Trần Thị Lý, 60 tuổi, vợ của ông Nghĩa mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc điện thoại chờ tin tức của chồng. Bà kể, trước chuyến đi ông Nghĩa dặn dò ngắn gọn, ở nhà giữ sức khỏe, tôi đi vài chục ngày sẽ về. Theo bà Tý, mỗi chuyến đi biển của chồng thường kéo dài từ 17 đến 20 ngày, được trả khoảng 3 triệu đồng. Ngày vất vả, nguy hiểm nhưng ông vẫn phải làm vì mưu sinh. Hy vọng lực lượng cứu hộ hoặc tàu cá khác vớt được chồng tôi cùng những người khác. Trước lúc đó, 10 giờ ngày 30 tháng 11, tàu cá NA 93553 TS có 6 thuyền viên do anh Thái Báo Huy 42 tuổi làm thuyền trưởng. Khi đang khai thác thủy hải sản cách vùng áng Hà Tĩnh về hướng đông khoảng 35 hải lý thì bị nước tràn vào khoang, chiếc tàu khiến 6 thuyền viên rơi xuống biển. Cùng ngày thuyền viên Trần Văn Huy 47 tuổi được một tàu cá Quảng Ngãi phát hiện và cứu. Sức khỏe hiện đã ổn định và năm người khác hiện đang mất tích. Thủy điện xả lũ gây ngập ở Phú Yên, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa nâng tổng lượng xả lũ từ 4.000 mét khối trên dây lên 9.000 mét khối trên dây trong 7 giờ liền, khiến nước đổ dồn dập gây ngập lụt nhiều nơi. Những ngày qua mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ khiến hạ nguồn nước lên nhanh, vùng hạ lưu sông Ba Hạ đa giang bị ngập sâu, ảnh hưởng với đời sống của nhân dân. Nhiều người cho rằng lũ lên nhanh một phần là do thủy điện xả lũ nhưng không thông báo, khiến họ bị động không kịp trở tay. Ông Trần Lý, tổng giám đốc công ty cổ phần điện thủy sông Ba Hạ nói những ngày qua sẽ ra mưa lớn ở Tây Nguyên nên hai thủy điện phía trên, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ chảy qua, tràn qua lớn với tổng lượng xả lũ 10.000 m 3 trên dây. Thủy điện sông Ba Hạ là thủy điện cuối cùng trong bậc hạ thang nên khi thượng nguồn xả nước quá lớn, nhà máy đều phải xả theo. Trong ngày 30 tháng 11, thủy điện sông Ba Hạ nâng mức xả lũ từ 4.000 m 3 trên dây lên 9.000 m 3 trên dây, kéo dài trong 7 giờ. Điều này điều tiết nước ở hồ chứa khi khai thác thủy điện lên cao, nước xả lũ nước đổ về dồn dập. Theo ông Lý, việc hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với công suất lớn liên tục tăng lưu lượng phần gây ra ngập dưới hạ du, tuy nhiên việc xả lũ do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định và thông báo cho người dân trước mắt công ty ghi nhận trường hợp bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ để có xu hướng xử lý. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết hôm 30 tháng 11, địa phương mưa rất lớn cùng với việc Thủy Điện Đắc Sông và Crong Năng. Khu vực Tây Nguyên xả lũ lượng nước đổ về khu vực Thủy Điện ba hạ hơn 10.000 m khối trên dây, trong khi hồ chứa nhà máy Thủy Điện đạt khoảng 150 triệu m khối. Điều này đồng nghĩa nếu không kịp điều tiết, nước hồ sẽ bị đầy trong vài giờ, gây mất an toàn cho hồ chứa. Khi nước trên sông thượng nguồn đổ về sông Ba Hạ quá lớn khó thể kiểm soát, ủy ban nhân dân tỉnh liên lạc ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị áp dụng các nguyên tắc vận hành liên hồ để cắt bớt nguồn nước giúp địa phương điều tiết xả lũ. Việc này nếu không làm kịp, đẩy nước phía thượng nguồn tràn xuống khả năng gây ngập trận lũ lịch sử như năm 1993. Sau đó chính quyền tỉnh chỉ đạo thủy điện sông Ba Hạ xả lũ linh hoạt, xả nhiều khi chiều cường chưa cao và thấp khi chiều cường đạt đỉnh để giảm bớt áp lực ngập lũ cho cũng như đảm bảo an toàn cho hồ đập. Sớm ngày 30 tháng 11, thủy điện sông Hinh và Ba Hạ đã xả khoảng 6.000 mét khối trên dây, tới gần chưa tăng lên 9.000 mét khối trên dây. Đến 15 giờ cùng ngày, tổng lượng xả của hai thủy điện về hạ du đạt khoảng 11.000 mét khối trên dây. Việc xả lũ chỉ dừng lại sau 16 giờ ở mức 6.400 mét khối trên dây, rồi giữ ổn định tới sáng ngày hôm sau tiếp tục để điều tiết. Chúng tôi nắm tình hình thủy điện, thủy triều đạt đỉnh lúc 19 giờ trở lên nên đã chủ động điều tiết lượng xả lũ về Hà du, giúp cân bằng lượng nước tránh đột biến gây lũ lớn, dâng cao vào ban đêm rất nguy hiểm cho người dân, ông Thế nói và cho biết thêm. Theo ông Thế, trước mắt địa phương cần khắc phục các sự cố mưa lũ, hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống về lâu dài. Tỉnh này cần có nhiều hồ chứa thủy lợi nhỏ theo lối bậc thang để vừa tích nước vừa chống hạn hán giảm lũ cho các mùa mưa bão nếu không ngập lũ tương tự tái diễn trong nhiều năm nữa Năm ngày qua, Phú Yên xảy ra mưa lớn, hậu quả khiến 4 người thiệt mạng, 6 người mất tích và gần 3.000 ngôi nhà bị chìm trong biển nước. Có nơi ngập cao gần 3 mét, hàng chục nghìn người phải di dời, khiến nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng, hàng chục nghìn hoa màu bị thiệt hại, nhiều hecta tôm trong hồ bị vỡ, nước cuốn trôi. Ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân.